xin chào quý vị câu chuyện mà người em chồng đã chia sẻ lại về chị dâu của mình với mẹ chồng và bà đã nghi ngờ hiểu lầm giữa là con dâu và bà đã theo dõi con dâu trong những ngày qua nhưng câu chuyện như thế nào thì sau đây tôi kính mời quý vị lắng nghe chi tiết mà người em chồng đã chia sẻ lại một tình cảnh oái âm nhưng đầy cảm xúc mà giữa mẹ chồng và nàng dâu. Xin kính mời quý vị cùng lắng nghe. Mẹ tôi vừa đi được khoảng một tiếng thì bà đã trở về với vẻ mặt thất thần. Nhìn mắt mẹ tôi thì tôi biết bà vừa khóc xong. Bà kể lại cho tôi cảnh tượng chứng kiến được khi bám theo chị dâu khiến tôi sững sờ khó mà tin. Anh trai tôi qua đời đột ngột sau một tai nạn thương tâm. Trước đó, anh chị vẫn đang sống cùng mẹ, đã sinh được một bé trai đầu lòng lên 5 tuổi. Sau khi anh qua đời, mẹ tôi suy sụp rất là nhiều. Chỉ biết lấy cháu trai làm động lực sống, may mà anh đã để lại một giọt máu. Mẹ tôi chưa bao giờ khắt khe với chị dâu. Trước đây cũng luôn đối xử rộng lượng và chân thành với chị. Trong cháu từ tấm bé để anh chị đi làm. Anh tôi qua đời rồi, mẹ không bao giờ có ý giữ chị dâu ở lại cả đời, bởi vì chị còn trẻ sẽ có cuộc sống riêng của mình. Nhưng chẳng thể ngờ được, anh tôi qua đời chưa được vài tháng mà chị dâu đã làm ra những hành động không thể chấp nhận được ngày chị đi làm Mẹ tôi đã đưa đón cháu đi học rồi chăm sóc cháu cả ngày Nhưng tối về chị ấy lại trốn ra ngoài cho đến nửa đêm mới trở lại nhà Ban đầu mẹ không biết vì bà và cháu tôi ngủ riêng một phòng Chị dâu ngủ riêng một phòng Tình cờ một hôm bà dậy không thấy con dâu đâu Sau đó mẹ theo dõi thì mới biết cứ khoảng 10 giờ đêm là chị ấy trốn đi vì biết mẹ tôi ngủ sớm, cháu tôi cũng phải ngủ để sáng dậy còn đến trường. Sau đó tầm 3, 4 giờ sáng chị ấy mới trở về. Gần như hôm nào cũng như vậy cả. Ra ngoài lúc đêm hôm ngoài làm chuyện mờ ám thì còn có thể làm được gì khác trong khi anh tôi vừa mới qua đời được vài tháng mà thôi. Mẹ tôi giận vô cùng nhưng bà biết bây giờ cũng chẳng có tư cách gì cấm cản chị dâu Có lần bà đã bóng gió hỏi con dâu Dạo này có chuyện gì không Nếu có gì thì cứ nói thẳng với bà Xong chị dâu một mực khẳng định là không có chuyện gì cả Cho đến hôm vừa rồi Mẹ tôi quyết định lật bài ngửa với chị Nếu chị ấy cảm thấy không muốn ở đây nữa Thì bà sẵn sàng thả tự do cho chị Mẹ bàn với tôi rồi theo dõi chị dâu ra ngoài thì bà cũng bám theo ngay. Còn tôi đến trong cháu giúp kẹo để thằng bé ngủ một mình không yên tâm. Mẹ tôi vừa đi được khoảng một tiếng thì bà đã trở về với vẻ mặt thất thần. Nhìn mắt mẹ thì tôi biết bà vừa khóc. Bà kể lại cho tôi cảnh tượng chứng kiến được khi bám theo chị dâu khiến tôi sững sờ khó mà tin. Bà bảo Chị dâu không hẹn hò với ai cả Mà chị ấy đi làm thêm buổi đêm Chị đi bán xăng dầu cho một cây xăng Và chị chọn làm ca đêm Vì ban ngày còn phải đi làm Lúc còn sống Anh ấy luôn mơ ước xây được một căn nhà khang trang cho mẹ và vợ con ở Làm được bao nhiêu tiền Anh ấy đều đưa cho con giữ Không chi tiêu gì Bây giờ chúng con cũng dành dụng được một số tiền rồi Nhưng anh ấy đã mất vì vậy kế hoạch và ước mơ đó con phải thay anh ấy thực hiện nốt con muốn cố gắng kiếm thật nhiều tiền để nhanh chóng xây được căn nhà theo đúng nguyện vọng của anh chị còn bảo nếu bây giờ không làm việc thì chị sẽ luôn nhớ đến anh chỉ có làm cho mình bận rộn chị mới thấy tâm trạng đỡ hơn tôi cũng khóc nghẹn sau khi nghe mẹ kể lại đầu đuôi mọi chuyện biết được suy nghĩ và tấm lòng của chị dâu Gia đình tôi đều rất cảm động. Nhưng nếu chị cứ làm việc như thế này thì làm sao đảm bảo được sức khỏe? Tôi và mẹ phải khuyên chị như thế nào để chị bớt lượng công việc đi? Vâng, xin kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe câu chuyện thứ hai. Vừa mới bê mâm cơm lên cho chồng ăn, anh đã đập tan đĩa nem nóng hổi. Lý do đằng sau làm tôi sốc điếng người. Mặc dù lấy chồng đã 3 năm rồi Nhưng cuộc hôn nhân của chúng tôi không có hạnh phúc Chồng là một người nổi tiếng khó tính, gia trưởng Mặc dù anh chăm chỉ làm việc Xong lại không rộng lòng, vui vẻ với vợ con Hàng ngày ăn ngủ bên nhau Mà chẳng mấy khi tôi thấy chồng thể hiện tình cảm Trong khi tôi là tuyết phụ nữ ưa sự nhẹ nhàng Có lẽ là tôi đã sai khi quyết định lấy anh làm chồng Ngày ấy Gia đình hai bên quen biết nhau Lại đúng lúc tôi vừa bước ra khỏi sự tan vỡ của mối tình trước Nên tôi đã mau chóng đến bên anh và nảy sinh tình cảm Phải nói là hai chúng tôi đốt cháy giai đoạn khá nhiều Tìm hiểu hơi hợt không kỹ cảm Chưa hiểu hết tính cách đối phương mà đã quyết định yêu Rồi cưới chỉ trong vòng có 11 tháng Thời gian đầu khi mới kết hôn cũng chính là lúc vợ chồng mận nồng nhất chúng tôi đi du lịch vũng tàu một chuyến nhưng sau đó thì mâu thuẫn bắt đầu phát sinh tình cũ của tôi là phong đã đến trước cửa nhà tôi khi chồng tôi đang đi làm anh ấy gây ra chuyện nói to rằng vẫn còn tình cảm với tôi cho dù cả hai chia tay được gần hơn hai năm nay sau khi chia tay với phong thì tôi và chồng quen nhau trước đây Chúng tôi đường ai nấy đi là bởi vì Phong không trân trọng những gì tôi luôn cố gắng vun đắp cho mối tình quan hệ. Cho dù anh là người tốt, chiều chuộng xong cũng rất dễ nổi cáu. Tôi chủ động chia tay Phong vì mệt mỏi. Thế mà, hóa ra anh vẫn tơ tưởng đến tôi tỏ ý níu kéo. Lúc Phong tới nhà nói mấy lời muốn quay lại, một người hàng xóm lén nghe hết kể lại tường tận cho chồng tôi tính của chồng tôi thì hay ghen tuông Thành ra anh ấy về tới nhà là quát mắng vợ Mặc cho tôi giải thích thế nào Chồng vẫn cứ giữ là những đa nghi trong lòng Dần dần chồng tôi nói đi nói lại những chuyện liên quan đến tình cũ Hễ cứ giận nhau là anh lôi vấn đề này ra để đe nạt tôi Ba năm qua Số lần cãi cỏ trong tháng của vợ chồng tôi cứ giữ đều đặn không vì lý do này thì cũng vì lý do kia có con nhỏ tôi cũng cố gắng kiềm chế không tranh cãi quá nhiều sợ ảnh hưởng tới tâm lý của con mặt khác tôi còn tỏ ra lạnh lùng hết sức có thể với phong tình cũ để chồng tôi không nghi ngờ thế nhưng xui rủi thế nào vẫn cứ là tình cũ gây rắc rối rồi cho vợ chồng tôi đợt cuối năm vừa rồi tôi có đi mua vài hộp nem hải sản để ăn dần. Những ngày đầu năm chưa kịp mang ra để rán. Nem này là tôi mua của một chị họ. Thấy chị đăng trên Facebook nên ủng hộ. Vậy mà lúc bê mâm cơm lên cho chồng. Trên mâm có đĩa nem rán nóng hổi. Chồng tôi nhìn thấy đã đập tan xuống đất. Đĩa vỡ thành nhiều mảnh. Nem bị văng tứ tung. Quả thật tôi cực kỳ bất ngờ. Không hề biết lý do vợ chồng tôi trước đó không tranh cãi gì cả phải chăng anh ấy giận ở bên ngoài rồi trút lên vợ nghe chồng tức giận xả cơn thịnh nộ tôi sốc óc hơn khi biết lý do cô mua nem của thằng tình cũ rồi làm cho tôi ăn đúng không tôi cãi lại chồng không hề em mua nem của chị họ chẳng liên quan gì đến anh phong hết anh đừng có tức giận vô cớ chồng tôi nhấc máy gọi cho chị họ Chính chị họ cũng thú nhận là nem chị bán nhập từ nhà của Phong Bởi cả trong một vùng thị trấn này Nhà Phong là đơn vị làm nem nổi tiếng nhất Chị ấy không hề biết chuyện của tôi và Phong Nên mới chẳng mảy may gì Mặc dù chị họ đã giải thích cặn kẽ Vậy mà chồng tôi không tin Cứ vịt vào cái cớ tôi còn giữ liên hệ với Phong Sau chuyện lần này Tôi thực sự hết khả năng chịu đựng Chồng tôi hóa ra vẫn ngấm ngầm điều tra anh còn biết chuyện gia đình tình cũ của tôi sản xuất nem cho cả thị trấn. Anh luôn nghi ngờ trong lòng, chưa phút giây nào tin tưởng vợ, sống với một người đàn ông gia trưởng, bảo thủ như thế, liệu tôi còn có thể hạnh phúc không cơ chứ? Vâng, mong rằng quý vị lắng nghe bình luận hai câu chuyện này, tôi rất chân thành cảm ơn. Đến đây tôi xin chào và hẹn gặp lại.